Xin kính chào quý vị và các bạn. Cách đây 4 năm, khi ở tuổi 74, bác Ngô Tuấn Đức ở quận Tây Hồ, Hà Nội quyết tâm thi vào trường Đại học Luật. Quyết định của bác có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với những người trong gia đình và nhìn vào lịch sử học tập của bác Đức, đây là việc hết sức bình thường. Bởi với bác, học là suốt đời, thực hiện đam mê của mình ở bất cứ lứa tuổi nào cũng không bao giờ là muộn. Mời quý độc giả theo dõi cuộc trò chuyện với vị khách đặc biệt cùng chúng tôi. Xin chào bác Ngô Tuấn Đức. Xin kính chào độc giả báo điện tử VOE. Thưa bác là tại sao ở cái lứa tuổi mà xưa nay hiếm như thế này bác lại quyết định thi đại học mà lại là Đại học Luật ạ? Thưa chị, với tôi thì cái việc học ấy là nó như là cơm ăn nước uống hàng ngày, và tôi lại rất thích, cho nên là tôi vẫn cứ muốn đi học. Nguyên do mà tôi đến với Đại học Luật đấy là gì? Vì tôi thích học, và thứ nữa là tôi muốn trau dồi cái kiến thức luật của mình để có thêm những kiến thức chuyên sâu về việc đó ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, và thông qua đó con cháu mình cũng tiếp thu được những kiến thức ấy để có vốn sống trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Cái việc thi đại học bây giờ đã rất là khó khăn rồi, mà những cái chương trình mới bây giờ nó cũng gây cũng không ít khó khăn cho những cái bạn sinh viên mới, thì đối với bác thì có gặp khó khăn gì trong cái quá trình ôn thi không ạ? Thưa chị, về cái việc xác định môi trường, điều kiện để học tập mà, thì sở dĩ tôi chọn cái trường Đại học Luật Hà Nội như lúc nãy tôi đã thưa với độc giả và chị rồi. Khó khăn thì thực ra mà nói, không nói ra thì mọi người cũng đều biết là ở độ tuổi 74-75 mới bắt đầu đăng ký dự tuyển đi học mà, không phải là đơn giản đâu. Nhưng với tôi ý, thì nó có một cái nếp học vẫn giữ được kể cả bây giờ, và trong quá trình học tập với các thầy các cô, từ hàm thạc sĩ, từ học vị là tiến sĩ đến hàm phó giáo sư, giáo sư, tôi cũng đều nói rằng là tôi có một thói quen học từ ngày xưa, từ lúc học phổ thông, rằng trước khi đi học là phải đọc bài trước cái bài mà mình học, sau đấy tập trung nghe giảng ở trên lớp và về lại đọc lại. Cho nên khó nhưng mà tôi nghĩ rằng là chuyện bình thường. Nhưng cái khó nhất đối với tôi là vấn đề tư tưởng. Năm 74 thì tôi thi tuyển vào trường Đại học Bách Khoa, ngành chế tạo máy. Lúc ui, học ôn nó thì với ba môn toán, lý, hóa mà chỉ trong vòng một tháng thôi phải hoàn tất cái chương trình ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là với nếp học của tôi từ hồi phổ thông như thế, cho nên tôi phân cái thời gian là một môn là một tuần, toán một tuần, lý một tuần, hóa một tuần, còn một tuần nữa là tổng hợp lại để nhớ lại những kiến thức mà đã có. Cho nên khi đi thi tôi thấy ung dung thanh thản. Thế như vậy là thời gian ấy thì vô tư, bởi vì là được nhà nước, được cơ quan cho đi học, và mình lại thích học nữa, cho nên là cái kết quả điểm thi tôi vẫn nhớ như in, bởi vì là mình đầu tư như thế mà. Hóa tôi học cái chương trình là bản tóm tắt hóa học của Nguyễn Công Trương. Ôi dồi ôi, tôi gần như thuộc lòng cái bản tóm tắt này. Cho nên khi nhận đề tài hóa thì tôi viết thông lèo từ đầu đến cuối. Và tôi biết là không được điểm cao nhất, chỉ được 9 điểm rưỡi thôi. Rồi sau đấy đến lý thì thấp hơn 8, và toán thì chỉ được 7. Như vậy là cái kết quả thi vào cái Đại học Bách Khoa ngành chế tạo máy thời đó ấy là tôi thấy rất khoái, và từ đấy trở đi học vô tư. Nhưng đến bây giờ khi đến trường Đại học Luật Hà Nội gặp một giảng viên, một giáo viên ở khoa đào tạo hỏi tôi: bác ơi, bác đi xin học cho ai? Tôi vẫn rất tự nhiên, tôi bảo tôi đi xin học cho tôi. Thế thì cô ấy tưởng rằng là, bảo, cháu tưởng rằng là bác xin học cho con hoặc cho cháu bác. Và tôi đi học. Đấy, tôi đi học. Cô hướng dẫn tất cả mọi thủ tục, quy trình rồi các việc phải làm. Lúc bây giờ tôi biết rằng là, thế như vậy là cái việc thi tuyển này thì bắt đầu thử nghiệm cái chương trình là xét tuyển. Tôi cung cấp học bạ rồi cái xác nhận của những môn học trước. Nhưng thưa chị, tôi có cái thiệt thòi là học Bách Khoa Chế Tạo Máy năm 74-79,
sau đấy đi bộ đội về thì tất cả những hồ sơ giấy tờ lúc bây giờ lưu bằng những văn bản cứng chứ không như bây giờ đâu, bây giờ còn lưu bản mềm. Thí dụ như chị bảo tôi là tìm cái giấy chứng nhận giấy báo trúng tuyển, tôi tìm cất kỹ quá tìm không ra, mới lôi cái bảng mềm của con của cháu ra thì mới có được. Chứ ngày xưa chỉ tồn tại quy định của các văn bản là tối đa là 15 năm sau đấy là hủy. Cho nên là nhà trường bảo tôi là phải xin cái cung cấp cái giấy tất cả những văn bản có liên quan đến cái khóa học trước. Tôi bảo bây giờ tôi có đến rồi nhưng mà họ không còn cái tư liệu ấy nữa, cho nên là theo quy định mới. Như vậy là nhà trường đại học luật đấy thì bắt đầu chuyển sang cái trạng thái là không phải thi trực tiếp bằng các môn thi nữa mà xét tuyển học bạ và cái quá trình học tập và công tác của mình vừa qua. Đấy, cho nên là tôi có cái giấy báo trúng tuyển từ đó và từ đấy đi thì coi như là cái phần thưởng cho mình ấy. Cái khó của tôi khi bắt đầu vào học trường đại học luật mà thì khó thật mà các vị, mọi người không có đâu. Chắc là không ai có như tôi. Bởi vì năm 79, năm 74 bắt đầu đi học ấy thì một đứa con trai đầu 3 tuổi bị mất. Năm 79 khi nhận báo cáo để làm cái tốt nghiệp thì cháu thứ tư mất. 3 tháng 4 ngày sau làm xong cái tốt nghiệp và cái tốt nghiệp ấy thì lúc bây giờ một cháu thứ hai mất nữa. Cho nên bây giờ trong tôi có một cái suy nghĩ rằng khó quá, bây giờ chỉ cần nhớ đến như thế thôi mình đã bị hạn chế rồi. Mà một kỷ niệm, chị hỏi bảo rằng là trước khi đi học thì có những kỷ niệm gì mà, thì tôi nói như thế để chị được rằng hiểu rằng là những kỷ niệm buồn với tôi nhiều hơn là kỷ niệm vui. Với ba đứa con mất ở trong thời điểm 74 và 79 như thế khiến tôi đã biến thành người, trở thành người lẩn thẩn rồi, chỉ đi thôi chứ không biết ngồi biết đứng, ăn uống nó bị đảo lộn hết và phải nghỉ làm việc theo chế độ mất sức lao động mất một năm trời. Nhưng trời thương là cho tôi sực tỉnh được là nếu như cứ này thì hỏng mất, cho nên là tôi mới lại không đi lại nữa và trở thành một con người được như bây giờ. Cho nên kỷ niệm buồn với tôi nhiều hơn là kỷ niệm vui, chị ạ. Hơn thế nữa, bây giờ lại tuổi này nữa, nó khó lắm chị ạ. Có đọc đi chăng nữa, đọc một lần không được đâu, phải đọc hai lần cơ, mà về là phải nghiền ngẫm. Nhưng mà cũng may là cái thời gian với tôi nó lại quá nhiều, chứ không như các chị là còn phải đi làm. Cho nên là tôi cũng cứ chịu khó, tôi cứ thích mà để mà tôi đọc thôi. Thưa chị, kỷ niệm trước lúc đi học với tôi là như thế. Dạ vâng. Như bác chia sẻ thì đây không phải là lần đầu tiên bác thi đại học. Thì bác có thể chia sẻ xem là cái cảm xúc đỗ thi đại học lần này nó khác với những cái lần trước như thế nào không ạ? Thưa chị, là những lần trước ấy, thí dụ như là thi vào đại học Bách Khoa là mình còn phải học thật sự để có điểm thi như mong muốn của mình. Nhưng mà thời điểm này với cái chế độ xét tuyển mà mới được ứng dụng sử dụng cho một số trường, trong đó có trường Đại học Luật Hà Nội ấy, xét tuyển thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong tôi những cái kiến thức cũ cũng vẫn còn, cho nên là chị nói rằng là áp lực của cái việc học bây giờ thì tôi không coi cái áp lực của việc thi tuyển nữa, bởi vì đã chuyển sang xét tuyển và trong mình đã có những cái tiềm lực là những cái kiến thức về phổ thông và những kiến thức xã hội cũng đã có rồi, cho nên là cái áp lực không có nhiều. Mà chỉ có áp lực duy nhất đối với tôi là gì? Nhiều tuổi rồi, phải học, không chịu thua bọn trẻ. Đấy là cái áp lực mà tôi có, là làm sao là phải học thật sự để không thua cái lớp trẻ. Cho nên là trời cũng thương cho tôi là những cái kết quả học tập mà tôi giành được là do chính mình tạo ra, chứ không phải là cầu may hay là do một cái sự chi viện của một cái đối tượng nào. Cho nên là chị nói về áp lực ấy thì tôi nói với chị rằng là áp lực là học không cho mình, học không cho mình, không riêng cho mình, cũng cho mình đấy, nhưng mà không riêng cho mình, còn cho các con các cháu mình nữa. Còn thậm chí tôi nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra với ai rằng là học cho ba đứa con nó mất, nó không được học. Đấy, cho nên là cái áp lực đối với tôi là như thế. Và áp lực thứ hai là học không chịu thua lớp trẻ. Có vậy thôi. Cái trong cái thời gian mà bác nhập học của trường Đại học Luật này thì cũng rơi vào đúng cái thời gian mà bị dịch Covid.
thì bắt buộc phải học online rất là nhiều, trong đó phải sử dụng các cái thiết bị công nghệ để mà học online. Bác có gặp khó khăn gì trong cái việc mà mình học thông qua cái thiết bị đấy để có thể cập nhật được cái việc học không ạ? Thưa chị, là bắt đầu học là từ tháng 9 năm 19, năm 2019, lúc đó vẫn còn chưa bị Covid. Đấy. Thì vẫn đến trường, lẽo đẽo đi xe máy đến trường học rất là thoải mái, rất là vô tư mà sướng lắm chị ạ. Bởi vì được trực tiếp nghe các thầy giảng, thầy truyền giảng những kiến thức của từng bộ môn luật được. Cho nên là rất là sướng, rất là sướng. Và bài trả bài ấy, từ những bài tập cá nhân đến bài tập thi, bài thi thì đều chủ động do mình viết, viết tay. Đấy, ở trên lớp kể cả bài tập cá nhân ở nhà cũng vậy, viết để làm. Nhưng đến thời điểm bắt đầu sang đến thời kỳ bị Covid thì hoàn toàn đảo lộn. Đảo lộn thật sự. Trước đây khi mà còn đi học ấy thì là tôi còn hướng dẫn bảo các con nó học và sử dụng các thiết bị vi tính. Nhưng đến thời điểm này thì quên hết cả rồi. Cho nên là mà lại chuyển sang học online tôi không sợ, tôi lại rất thích. Bởi vì mình vẫn có cái nếp học như thế mà vẫn học một cách thoải mái. Nhưng khó nhất là dùng công nghệ thông tin để trả bài. Khó quá, kể cả bài tập cá nhân, tức là cái môn thi giữa học kỳ đấy, và bài thi của từng môn một đấy mà, thì bó tay. Thì chỉ có mỗi cách là gì? Là tôi thảo ra thì đầu tiên là thảo, sau đấy thì chỉnh sửa và chốt lại là bằng cái viết. Khi xong rồi ấy thì giao cho con và cháu nó đánh máy. Lúc bây giờ thì tôi trốn cái rốt của mình, giấu cái rốt của mình là không đánh máy được mà, thì bắt các con các cháu đánh máy. Nhưng cũng là cái điều mà tôi muốn là tôi không vào cho tôi, mà tôi học cho các con tôi, những đứa sống và những đứa nó không còn sống. Những đứa sống ấy thì bây giờ đánh máy văn bản đó lần một chưa được, sửa lại lần hai từ chính tả câu chữ trình bày phải đúng ý của tôi. Thế như vậy là đương nhiên là các cháu nó được học một cách thụ động, các con được học thụ động việc này. Cho nên là tôi cũng thấy nó bình thường. Đến lúc mà học mãi online lại thành thích đấy cơ. Chứ không phải áp lực nữa, bởi vì là mình học, mình viết soạn thảo tất cả những bài mà ở trong đầu mình có được ra văn bản để cho các con nó lại thừa hưởng và nó lại được làm việc ấy, đâm ra lại thích. Và khi chuyển sang học trực tiếp ấy là lại bị hụt hẫng. Đấy thưa chị, là trong cái lúc khó khăn ấy, đúng cái khó nó lo cái khôn. Là mình không đánh máy được. Tôi đánh máy được chứ tôi không đánh, không phải không, nhưng mà trình bày thêm bớt nọ kia kiểu chữ, cách chữ rồi form chữ lung tung tí mẹ tôi không làm được. Cho nên là nó lo cái khôn nên là bắt các con đánh máy, thế là các con học theo. Đấy thưa chị, là cái trạng thái bắt đầu vào học nó khó khăn và nó lại biến thành thuận lợi, nó biến thành động lực của tôi, nó là như thế chị ạ. Dạ vâng. Như vậy thì đến khi mà thời gian quay lại học trực tiếp, bác lại là một thí sinh, là một cái học sinh rất là đặc biệt, là gần như là có khi phải lớn tuổi hơn cả các thầy giáo dạy mình. Thế thì liệu chăng mình có được các thầy cô ở giảng đường ưu tiên hơn cho so với các bạn sinh viên khác không ạ? Thưa chị, với tôi thì những quãng thời gian được đến trường Đại học Luật Hà Nội mà, đấy là cái phúc. Tôi lại coi đấy là cái phúc. Bởi vì gì? Là tất cả các thầy, từ lãnh đạo, từ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến thạc sĩ, là giảng viên, đến tất cả cán bộ, nhân viên, từ bảo vệ cũng đều rất ân ái đối với tôi. Thí dụ như là bảo vệ nhà trường ấy thì tôi vào để ở xe ở phòng, cái chỗ để ở chỗ của các vị thôi, vị khách đặc biệt nên là không phải mất tiền. Chứ còn sinh viên thì lại để ở chỗ khác, thì chăm chút cho tôi thế. Thư viện cũng dành những ưu ái. Theo quy định nghĩa là gì? Phải đến trường, đến thư viện để mà đọc. Nhưng tôi thì thời gian đến ấy lại không có nhiều, bởi vì nghiên cứu ở nhà, mượn tài liệu. Những muốn tham khảo học cuốn nào thì thông báo với cô Hiền, vừa là phó chủ nhiệm của lớp, vừa là cán bộ của thư viện của trường, cung cấp cho tôi. Tôi không đến được, con tôi đến, các cô cũng vẫn gửi cho để mang về để cho đọc. Cho nên là cái việc học ở trường thì tôi coi đây là một cái ơn mà nhà nước, đặc biệt là với trường dành cho tôi. Khi bước vào lớp, vì tôi là người nhiều tuổi nhất, tôi đứng tôi cúi chào xong các thầy cũng lại chào tôi. Và nói với mọi người trong lớp rằng
ở lớp K18B này có một sinh viên rất đặc biệt, là người nhiều tuổi nhất, không phải của lớp nữa mà của trường. Cho nên là chúng tôi tự nghĩ rằng làm sao nói để vào tai với sinh viên này. Hơn thế nữa là được sinh viên này có ý kiến, trao đổi, thì đấy là cái điều mà chúng tôi thích. Cho nên nghe được cái lời động viên khích lệ ấy mà sướng lắm chị ạ. Già rồi đi học mà lại được thầy trân trọng và muốn được nghe những lời của mình trao đổi, dù kiểu gì. Nhưng thưa chị, không đơn giản đâu. Nói tào lao chi khơn ở bên ngoài nó dễ, có thể quá một tí cũng được, nhưng mà nói ở cái môi trường, một cái giảng đường của trường Đại học Luật, thứ nữa đến là với các thầy cô ít ra là từ thạc sĩ trở lên, mà bây giờ lại các hàm giáo sư nói với mình như thế, mà thì mình vừa sướng mà vừa lo. Chỉ có mỗi cách là học để cho các thầy thấy kết quả của mình học tập xứng đáng với cả cái điều mà các thầy mong muốn, là truyền giảng những kiến thức luật cho một sinh viên, cho mọi sinh viên, trong đó có một sinh viên già như thế. Như bác vừa mới chia sẻ là bằng mọi cách bác sẽ phải học để không phụ sự kỳ vọng và sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thì bác có thể chia sẻ là cái kết quả học cũng như là cái tiến trình học của bác hiện nay thế nào ạ? Và từ những cái kiến thức bác học được thì bác đã có những cái thu hoạch gì cho cuộc sống với bản thân của mình rồi ạ? Thưa chị, là để đền đáp công ơn của các thầy cô, không kể một ai, từ cán bộ đến các cán bộ nhân viên, cán bộ lãnh đạo đến cán bộ nhân viên đối với mình, thì tôi, như lúc nãy tôi nói, là tôi chỉ biết đâm đầu vào học để mình có được kiến thức, với một suy nghĩ là học để biết, học để làm, bởi vì không biết thì không làm được theo đúng quy định của pháp luật, và học để chung sống với mọi người, học để khẳng định mình. Cho nên là với cái động cơ như thế và với một cái áp lực như thế thì tôi học thật sự, và kết quả lúc tôi cũng có mang ở kia, cho đến giờ phút này là hoàn tất các môn của chương trình khoa học rồi. 45 môn thì tôi có xem có 10 môn là đạt điểm A, tức là từ theo chấm điểm ấy là từ 8,30, 8,45 đến 9 điểm thì mới xếp là A. Thì tôi có 10 điểm, 10 cái môn là như thế. Và 4 môn là bị điểm 6, còn lại là 7 và 8. Đấy, chính vậy là kết quả trừ một môn là môn tiếng Anh học phần 1. Thì ngồi phòng thi rồi, đúng thời điểm là tôi đi thi là đi trốn ở nhà đấy. Ở nhà vợ con và các cháu không cho tôi đi đâu, bởi vì ốm, đầu đuôi chóng mặt trước đầu, không được ra khỏi nhà. Thì tôi trốn, có một cháu sinh viên đến nhà đón tôi, đưa tôi đi. Thế là ở nhà nghĩ rằng thôi có khi là đến nhà cái cậu này chứ không phải là gì đó. Tôi trốn đi thi đấy. Lúc ấy là vẫn còn đang nặng cái đầu lắm. Thế thì là có con anh là đưa ô tô về. Như vậy là một người đưa ô tô về đến đầu làng, một người đưa xe máy vào trong nhà, lúc ấy đi như thế. Thưa chị, là một môn là tiếng Anh học phần 1, chép bài rồi, chuẩn bị làm bài thì tự nhiên cái đầu nó lại đổ đốm nha. Nó làm cho không thể ngồi để viết được nữa, báo cáo với cả giám thị. Giám thị đưa xuống phòng y tế để uống thuốc, nằm ở đấy. Mà tiếc ơi là tiếc, bây giờ trốn đi thi mà không viết được nữa. Có mỗi môn đấy là tôi chưa có điểm, còn 45 môn thì có tất cả điểm như lúc nãy tôi nói với chị rồi. Cho nên bằng một cái kết quả học tập mà mình nói thì bảo rằng tự khen mình, bảo rằng tôi rất nỗ lực vượt bậc chị ạ, chứ không nỗ lực không thể nó vào đầu đâu. Bởi vì là có một cái thói quen là học như thế, nhưng mà vì là cái đầu nó chậm. Trước đây tôi hỏi thêm chị thì tôi phải hỏi đến 3-5 lần, nhưng bây giờ xin lỗi chị, một lần thì nó đã vào tai rồi. Có chăng thì phải xin lỗi hỏi lần thứ hai, tức là cái não nó đã động lên rồi, cho nên là thấy nó lại học nó sướng hơn, không có những nó thích mà nó sướng hơn nữa. Cho nên cái kết quả ấy thì tôi nghĩ rằng là đền đáp được. Tôi có gửi vừa rồi, tôi có gửi cái bảng điểm ấy cho các thầy cô, tuy chưa gửi hết đâu, nhưng được nhận lại được sự hồi âm là một sự tán đồng, và có những lời động viên rằng là kết quả rất tốt. Chỉ còn mỗi cái kết quả của cái môn cuối cùng là báo cáo thực tập chuyên môn, thì tôi nộp xong
Tôi nộp xong thì tôi mới sung sướng ấy. Quy định là từ mùng 1 từ mùng 3 tháng mùng 5 tháng 3, mùng 3 tháng 3 đến mùng 5 thì tất cả là phải nộp. Thì tôi nộp luôn từ hôm 28 cuối tháng 2 là xong, người ung dung thanh thản lắm chị ạ. Đấy, cho nên là cái kết quả học tập ấy của tôi minh chứng rằng tôi không phụ các thầy các cô, cán bộ nhân viên cũng vậy. Như vậy là tôi hoàn thành được cái nhiệm vụ học tập của mình. Nói chung là cả cái tiến trình học của bác làm bọn cháu thực sự là khâm phục. Bởi vì không phải ngay cái tầm lứa trẻ mà con sức khỏe còn đầy đủ, còn không phải ai cũng có thể mà kiên nhẫn để có thể làm được như vậy. Vâng, chúng ta vừa nghe được câu chuyện chinh phục giảng đường của bác Ngô Tôn Đức ở tuổi 78. Câu chuyện của bác Đức cho thấy việc học nói riêng và theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn nếu chúng ta được quyết tâm theo đuổi đến cùng. Một lần nữa là xin cảm ơn bác Ngô Tôn Đức đã tham dự chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào.